Bây giờ Điền sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng máy in Kiba 190 với cái giấy in ly. Ở đây là cây 190 với giấy in ly. Tôi sẽ lắp cái này vào trong máy 190. Ở đây là máy 190 theo máy. Các bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái thanh chặn sẵn. Và chúng ta muốn lắp được cái thanh này vào, chúng ta phải tháo nó ra. Vì nó có cái ngàm ở trong đây nên chúng ta sẽ nhấn nhẹ hai đầu và lấy nó ra. Ở đây sẽ thấy cái lỗ trên ngàm trên đây. Và bên đây trên máy chúng ta sẽ thấy nó có một cái ngàm ở đây. Cho nên đừng có giật ra mà hãy nhấn nhẹ để bóp hai đầu để lấy nó ra. Với thanh sử dụng cho giấy in liên, chúng ta thấy có thể mở được ở đây. Và để di chuyển chúng ta gật thanh bên đây lên và thanh bên đây lên để ta di chuyển ra qua lại. Muốn chốt cố định nó lại thì gật nó xuống. Ở trên thanh này chúng ta sẽ có một cái ngàm bên đây và một ngàm bên đây để sử dụng gắn vào trong máy. Ở dưới đây chúng ta sẽ thấy có hai cái lẫy. Vị trí này chúng ta bấm vào để cái lẫy nó mở ra. Để dùng cho trường hợp để lấy thanh này ra khỏi máy Kiba 190. Và các bạn chú ý cái lẫy này chúng ta sẽ gắn trực tiếp vào trong máy 190 tại vị trí đây tương tự và vị trí bên đây cho máy 190. Bây giờ Điền sẽ tiến hành gắn lẫy vào trong máy. Đây. Gắn vào và chúng ta nhấn xuống. Máy được cố định. Và sau khi gắn vào chúng ta lấy giấy liên. Đây dạng giấy liên với đục lỗ. Ta mở nó lên. Ở đây lên. Mở bên đây lên để có thể di chuyển nó vào. Đây cũng vậy. Để cho ngay. Lắp xuống. Và chúng ta di chuyển sao cho giấy nó căng ra giữa. Rồi, tiếp theo ở thiết bị chặn giấy khi nó tháo ra khi nãy chúng ta sẽ lắp vào để cố định cho nó. Các bạn chú ý ở đây nó có cái ngàm bên đây và ngàm bên đây. Ngàm này sẽ được gắn vào ở tại vị trí này và vị trí này. Máy ok. Chúng ta gắn xuống. Sorry. Như vậy là bạn đã tiến hành tháo lắp xong việc gắn máy in liên gây giấy kim vào trong giấy liên vào trong máy in kim 190. Và ở đây chúng ta còn thêm một thiết bị để giấy ra chạy ra có thể không bị kẹt. Ở đây nó có những cái ngàm 1, 2, 3 và cái ngàm lại này để kẹp vào trong đây tôi đứng với lại vị trí 3 lỗ 1, 2, 3 ở đây trên máy in 190. Ta gắn vào rất đơn giản. Thế thôi. Rồi, mình sẽ cảm ơn.